Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 7 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về một số loại mặt hàng lan rừng. Em xin được quay tổng quát qua. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có xếp hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn nhé. Trước tiên thì em hôm nay thì bên cơ sở lan rừng nhà em sẽ có những cái mặt hàng kg này. Thêm những cái khá là nhiều mặt hàng kg. Thêm những cái phần dáng hương đuôi cáo, lá xếp rất là xinh với giá rẻ. Những cái mặt hàng thuần thì hôm nay bên em có nhiều mặt hàng thuần cho hoa Tết nhé, với giá rất là rẻ. Trước tiên thì em sẽ điểm qua cái mặt hàng kg trước ạ. Mặt hàng kg thì em có, hôm nay em có hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hoàng thảo hoàng lạp rất là đẹp như thế này. Đó, hoàng thảo hoàng lạp là một trong những cái dòng lan mà họa cây hoa đẹp và dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng luôn. Cô chú anh chị vứt ở chỗ nào thì nó cũng sống, kể cả có một cái giả hành không có hề có lá gì cả luôn thì nó vẫn cứ lên mầm bình thường, cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 130.000 trong 1kg. Dòng lan dễ thuần, dễ trồng và hoa thì lại rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo đó là dòng lan kiều vuông cánh trắng ạ. Dòng lan kiều vuông cánh trắng thì cái lô hàng rất là xanh như thế này. Hàng này thì có thể kích hoa để nở đúng vào dịp Tết luôn ạ. Kiều vuông cánh trắng thì em bán với giá là 220.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. 220.000 cho 1kg kiều vuông cánh trắng ạ. Rồi tiếp theo đó là cái dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc hôm nay em có một ít hàng tam bảo sắc như này. Mùa này thì đang rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép dòng dáng hương tam bảo sắc đấy. Hiện tại một số cây đang lên mầm non mới như thế này. Đấy, 180.000 cho 1kg dáng hương tam bảo sắc và cây thì tỷ lệ gãy dập rất là ít cô chú anh chị nhé, và số lượng hàng thì không có nhiều đâu ạ. Đấy, để có những được những cây tam bảo sắc đẹp như thế này thì dân người ta giữ rất là kỹ rồi. Rồi đây, còn đây là hoàng thảo vẩy rồng của vùng Cao Bằng. Đấy, hoàng thảo vẩy rồng của vùng Cao Bằng em bán với giá là 100.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. 100.000 1kg, dòng lan cũng rất là dễ thuần dễ trồng, nhìn giả hành nhỏ như vậy thôi nhưng mà khi mà nó ra hoa thì nó sẽ vươn ra những cái vòi hoa từng chùm vàng rất là đẹp đấy ạ. Và đây là dòng lan dáng hương đuôi cáo, mặt hàng mà thường xuyên có tại cơ sở lan rừng nhà em. Dáng hương đuôi cáo em bán với giá 170.000 cho 1kg và hàng cây đã trưởng thành. Cô chú anh chị nhé, cây đã trưởng thành và đều đã có thể có khả năng cho hoa vào mùa xuân tới ạ. Và cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ thì khi mà bây giờ cô chú anh chị ghép thì sang xuân mới cô chú anh chị sẽ có những cái giò lan dáng hương đuôi cáo rất là xinh để ngắm rồi. Lan đuôi cáo thì được rất là nhiều người chơi lan ưa thích bởi vì dòng lan này nó là dòng dáng hương giống với đuôi cáo, giống với đuôi chồn đuôi sóc. Tuy nhiên cái dòng lan này thì có hoa rất là dài luôn này, hoa rất là dài cô chú anh chị ạ. Và đây toàn bộ đều là những cây lá ngắn và em đã cắt tỉa rễ rất là sạch rồi cô chú anh chị nhé. Hàng bao gãy dập và xô to nhỏ của chú anh chị nhé, bán 170.000 cho 1kg này. Còn đây là hoàng thảo nghệ tâm ạ. Hoàng thảo nghệ tâm hôm nay em về một cái lô thân mập ú ụ luôn, rất là đẹp luôn nhé. Hoàng thảo nghệ tâm em bán với giá là 50.000 cho một bó thôi cô chú anh chị này, 50.000 cho một bó. Và với một bó như vậy thì cô chú anh chị có thể ghép cho mình rồi một giò hoàng thảo nghệ tâm rất là đẹp rồi. Hoàng thảo nghệ tâm thì có, nó còn có tên là thạch hồng duyên dáng ạ. Cô chú anh chị nhìn như vậy thì nó khá là mất cảm tình, nghĩ rằng là nó sẽ không hề có đẹp một chút xíu nào và không muốn lấy một chút xíu nào luôn ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên khi mà cô chú anh chị ghép lên giò thuần thì nó không hề là xấu mà nó sẽ khá là xinh ạ. Và cụ thể đây là một cái giò hoàng thảo nghệ tâm thuần của nhà em cô chú anh chị nhé. Đấy, hoàng thảo nghệ tâm thuần của nhà em cô chú anh chị cùng xem này. Và ở đây thì em trồng thuần nó cũng chỉ tầm có chưa đến một năm thôi, chưa đến một năm thôi cô chú anh chị ạ, mà nó được một cái giò đẹp như thế này này. Và khi mà nó ra hoa thì cô chú anh nhìn này, nhìn này, mỗi một cái đốt như thế này thì nó sẽ cho vài bông hoa, nên là khi mà nó ra hoa ấy thì hoa cực kỳ là sai và bông hoa to đẹp cô chú anh chị nhé. Đấy, bông hoa rất là to đẹp luôn. Đấy, so với cây nhỏ bé của nó. Và 50.000 thì cô chú anh chị có thể ghép được cho mình một cái giò nghệ tâm đẹp như vậy rồi đấy ạ. Và đây là dòng đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Đai châu Thái, những cây đai châu Thái rất là xinh như thế này. Hàng này sẽ cho hoa vào Tết luôn này. Cô chú anh chị cùng xem những cây châu Thái này thì năm ngoái nó cũng đã cho hai cái vòi hoa rồi đấy ạ.
Đó. Thì năm nay chắc chắn là đến Tết nó cũng sẽ cho cô chú anh chị những cái vòi hoa rất là đẹp luôn. Ở thời điểm hiện tại thì nó rất là đẹp để cô chú anh chị ghép, bởi vì đấy ạ, những cái rễ non mới nó đang bắt đầu nhú lên như thế này này. Và cái lô đai châu Thái này thì cây nhỏ nhỏ rất là xinh mà vẫn có thể cho hoa Tết. Và cô chú anh chị lấy 1 kg sẽ được rất là nhiều cây nhá. Em bán với giá là 600.000 cho 1 kg nhá. 600.000 1 kg, và số cây 1 kg thì nó sẽ rơi vào bao nhiêu nhỉ? Để em sẽ cân thử nhá. Số lượng hàng còn rất là ít thôi, và để mà có được những số cây nhỏ như thế này, xinh như thế này thì thực sự là không có nhiều đâu. Đa số toàn là những cái cây to đùng luôn ạ. Cây to thì cũng có được kiểu đẹp riêng, nhưng mà nếu như cô chú anh chị mà muốn nhiều, cô chú anh chị thì lại muốn lấy là cây nhỏ để mình được nhiều cây ạ. Đây, chỗ này thì rơi vào là 700g. 700g em sẽ đếm xem là nó có bao nhiêu cây nhá. 700g. Đấy, toàn bộ trên dưới thì nó đều đẹp như vậy nhá. 700g thì nó sẽ rơi vào có cây số 1 này, 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây và 8 cây. Trời ơi, 700g rơi vào 8 cây như vậy thì số này nó sẽ, số cây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 đến 12 cây trên 1 kg rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, tính vào 600.000 1 kg thì 10 cây thì nó chỉ rơi, mỗi một cây nó chỉ rơi vào có 60.000, cô chú anh chị nhìn này, 60.000 hoặc là 50.000, và cô chú anh chị được những cái cây đai châu rất là to như thế này nhá. Đấy. Và bên này là một cái dòng lan chúc Phật bà. Chúc Phật bà, hôm nay em có hàng thuần về để cho cô chú anh chị cùng sưu tầm cho mình những cái giò lan chơi hoa Tết ạ. Những cái giò chúc Phật bà như thế này thì mỗi một chậu nó sẽ rơi vào tầm ít nhất là 3 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Rơi vào ít nhất là từ 3 thân trở lên, và dòng này sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết luôn. Hoa thì khỏi phải nói rồi, dòng chúc Phật bà này thì hoa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và rất là được nhiều người chơi lan rất là nhiều người chơi lan muốn sở hữu. Tuy nhiên cái dòng chúc Phật bà này nó cũng khá là khó thuần đấy cô chú anh chị ạ. Khá là khó thuần. Nếu như cô chú anh chị tự trồng thì chưa chắc nó đã sống được đâu. Nhưng mà những cái giò này thì nó đã là thuần rồi, nên về cô chú anh chị chỉ việc về chăm tưới và chơi hoa Tết thôi nhá. Một cái giò chúc Phật bà hoa Tết như thế này thì em bán với giá có 280.000 thôi ạ. 280.000. Và cô chú anh chị biết rằng là cái giá của chúc Phật bà thì nó không có hề rẻ đâu. Giá hàng kg cũng không có hề rẻ, mà cô chú anh chị lấy về thì trồng chưa chắc nó đã sống được ạ. Đấy, một giò chúc Phật bà chơi hoa Tết em bán với giá là 280.000 cho một giò, và một giò thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhé, ít nhất là 3 thân ạ. Và dòng lan này thì ngoài cái vẻ đẹp ra thì nó còn mang tính tâm linh nữa cô chú anh chị ạ. Rồi tiếp theo cũng là một cái dòng lan sẽ cho hoa Tết vô cùng đẹp và cực kỳ là nổi tiếng bấy lâu nay rồi, cô chú anh chị cùng nhìn ạ. Ngắm lá ngắm thân không đã là tuyệt vời rồi, đó là dòng lan trầm rồng đỏ đây ạ. Trầm rồng đỏ này cô chú anh chị cùng ngắm cho em, quá là đẹp luôn như thế này. Trầm rồng đỏ này thì em bán theo thân cô chú anh chị nhé, em bán theo thân ạ. Mỗi một chậu, mỗi một thân em bán với giá là 200.000 cho một thân nhé cô chú anh chị nhé. 200.000 một thân trầm rồng đỏ, và cái chiều dài của thân nó rơi vào tầm 30cm đến 40cm đổ lại cô chú anh chị nhé, 30cm đến 40cm đổ lại. Và hiện tại thì nó đang đi vào chuẩn bị thu dần và chuẩn bị thắt ngọn rồi này, và dòng này nó sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn. Mà một chậu có thể có một thân hoặc là hai thân ạ, một chậu có thể là một rơi vào một thân hoặc hai thân cô chú anh chị nhé. Thân thì hiện tại chưa phình thân mà nó đã to bằng cái ngón tay cái của em luôn rồi. Dòng này mà đến Tết thì không rơi dưới 300.000 một thân đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, với dòng lan hoa cực kỳ sai bền và lâu tàn, hoa rất là thơm luôn đấy ạ. Chơi thân chơi lá đều rất là đẹp luôn. Một chậu có thể rơi vào 2 thân, 3 thân hoặc là 4 thân cô chú anh chị nhá. Đây, cô chú anh chị xem này. Đấy, đây là một cái chậu 4 thân đẹp tuyệt vời như thế này. Đấy, cô chú anh chị tưởng tượng là một chậu trầm rồng đỏ như thế này, 4 thân như thế này, khi mà nó ra hoa thì nó đẹp đến cỡ nào ạ? Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Những cái chậu như thế này thì đến Tết không rơi dưới 1 triệu cho một chậu trầm rồng đỏ đâu. Mà cái dòng này thì lại cực kỳ là khỏe, như là một cái dòng lan rất là khỏe, rất là dễ chăm, dễ trồng, mà hoa lại rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mà lại rất là giá trị nhá. 200.000 cho một thân trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Tiếp theo bên này là một cái dòng lan hoàng hậu xanh ạ.
Hoàng hậu xanh thì hoa vô cùng là hoa rất là đẹp, thơm bền và lâu tàn cô chú anh chị nhá. Một chậu hoàng hậu xanh đẹp như thế này, cô chú anh chị xem này. Đấy, một chậu hoàng hậu xanh ngắm lá không đã thích rồi chứ chưa nói đến ngắm hoa nhá. Một chậu hoàng hậu xanh như thế này, cái kích thước của cái chậu nó rơi vào 18 sen. Em bán với giá là 150 nghìn cho một chậu thôi, 150 nghìn cho một chậu thôi. Bao rẻ và bao đẹp cho cô chú anh chị nhá. Em nghĩ là không tìm đâu có cái giá rẻ hơn với giá 150.000 mà lại được cái chậu hoàng hậu xanh trưởng thành mà nó đẹp như thế này. Đây ạ, rễ ra rất là nhiều như thế này. Đấy. Hàng này thì đã trồng thuần rất là lâu rồi, rất là khỏe đẹp rồi. Đây, xem cái những cái bộ rễ của nó đây ạ. Là những cái chậu này thì em thấy nhiều nơi người ta bán không dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ, 150.000 cho một chậu thôi. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Và đây là dòng lan Thiên Nga Cát Tum. Thiên Nga Cát Tum thì cũng là cái dòng lan quý và đáng sưu tầm. Thiên Nga Cát Tum này thì cô chú anh chị chơi lan thì em nghĩ là không, có lẽ là nếu như chơi lan lâu thì có lẽ là chắc chắn là cô chú anh chị nghe về tên và cái vẻ đẹp của nó rồi. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Một chậu Thiên Nga Cát Tum với giá là 150.000. Và đây là cây trưởng thành chứ không phải là cây giống cô chú anh chị nhá. Là cô chú anh chị đừng so sánh cái hàng cây đã trưởng thành với cả những cái hàng cây giống ạ. Và dòng này thì khi mà cây nó củ nó đã trưởng thành thì bắt đầu nó sẽ rụng dần lá và nó sẽ cho hoa. Cho hoa và rụng dần lá rồi sau đó bắt đầu nó sẽ mọc cây con mới của chú chị nhá. Đây, ví dụ như cái củ này này là củ già này, nó mọc lên cái ngọn con mới này, rụng hết lá đi như vậy ạ. Nên là những cái dòng này thì Thiên Nga Cát Tum này bây giờ nó sẽ có lá nó khá là mỏng nên là qua vận chuyển đóng gói nó cũng sẽ có thể hỏng lá. Nhưng mà quan trọng là mình lấy củ để mà mình chăm chăm cây con mới ạ. Và cái dòng này thì cũng rất là dễ trồng luôn. Ví dụ như là những cái trái cây chỗ thân đốt này này, nó cũng sẽ có thể là mọc lên cây con không quý chị nhá. Ở đây em còn có hai chậu trầm 6 mắt. Trầm 6 mắt là một cái dòng trầm đột biến ở rừng về, đột biến 6 mắt ở rừng và được nhà vườn nhân giống, một cái dòng lan trầm mà có mặt hoa đẹp độc đáo cô chú anh chị nhé. Đẹp, rất là đẹp độc đáo ạ. Cái giỏ trầm 6 mắt thứ nhất này có một cái mầm tơ mầm già thì đây cô chú anh chị xem này, năm ngoái nó dài khoảng tầm 50 cm cái thân già này. Có một cái thân tơ này năm nay lên sẽ cho hoa và chưa có hiện tượng thắt ngọn, chắc chắn là nó cũng phải dài bằng thân mẹ là ít nhất rồi. Đấy, cái chậu trầm 6 mắt này em bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhé. 280.000 cho chậu trầm 6 mắt này. Còn chậu bên này cũng là chậu một thân. Một thân và thêm một kia ở trên này với cả một cái mầm đang lên này nhá. Cái chậu trầm 6 mắt này thì so với chậu bên kia này nó kém hơn. Cái chậu này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 220.000 nhá. 220.000 cùng cái chậu trầm 6 mắt này. Sang xuân cô chú anh chị cũng sẽ được chiêm ngưỡng cái mặt hoa rất là độc đáo và lạ của cái dòng này. Và chậu thứ ba đây ạ, cô chú anh chị nhìn ạ, quá là đẹp luôn. Đấy, chậu trầm 6 mắt thứ ba này em cũng bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhá. Một thân tơ rất là mập và khỏe như thế này, quá là đẹp luôn ạ. Một cái tay hoa rất là đẹp luôn. Ngắm lá không, ngắm thân không đã rất là thích rồi. Và ở đây em còn có 4 chậu trầm Thiên Long để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Mặt hoa trầm Thiên Long thì phải nói là quá là đẹp, thực sự là đẹp xuất sắc luôn. Đây cô chú anh chị xem này. Đây mặt hoa của trầm Thiên Long nhá, mặt hoa tím đậm, khuôn bông, cánh bầu bay và hoa cực là sai như thế này cô chú anh chị ạ. Hoa bền thơm và rất là lâu tàn luôn. Một cái dòng tầm trầm cực kỳ là đáng chơi luôn nhá. Một cái chậu trầm 6 mắt này thì cái chậu số 1 này thân rất là dài luôn cô chú anh chị ạ. Đây thân khoảng tầm gần 50 cm rồi. Cái lá ngọn của nó bị hỏng nhá, chứ chưa có gãy ngọn cô chú anh chị nhá. Và cũng đang chuẩn bị đi vào thắt ngọn rồi. Chậu số 1, mỗi một chậu trầm 6 mắt như vậy em đều bán đồng giá với giá 250.000 cho một chậu trầm 6 mắt cô chú anh chị nhá. Là chậu số 1 này. Đấy, chậu số 2, hàng tem đây là bảo hành cái mặt hoa cho cô chú anh chị nhá. Chậu số 2 có hai thân. Hai thân đẹp ơi là đẹp luôn. Không biết là những cái mắt đốt này có phải cho nụ hoa không đây. Đấy. Dòng này thì hoa cực là sai luôn. Đấy, cái chỗ này thì cái lá ngọn làm sao mất là cái lá ngọn rồi cô chú anh chị nhá. Đấy. Chậu số 2 có hai thân như vậy. Và chậu số 3 thì rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhỉ. Đấy, nhiều thân thì nó sẽ không khỏe bằng chậu ít thân. Chậu này rất là nhiều thân luôn. Đây là chậu số 4. Chậu số 5. Chậu số 5 thì có 3 thân. Đấy, chậu số 5 có 3 thân như thế này. Ủa, thì chậu số 5 này thôi. Chậu số 5 này em cho vào vườn. Chậu số 4 chứ, chậu số 4 không bán nữa. Có 3 chậu thôi. Còn bên này là một số phần dáng hương đuôi cáo. Em đã chia ra theo từng hình. Những cây cáo rất là xinh. Em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Em bắt đầu từ hình số 1 trở đi nhá. Hình số 1 ạ. Hình số 1 này là một phần dáng hương đuôi cáo.
Đấy, nhìn như vậy nhá, nó có tất cả là 13 cây tất cả. Em bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhá. 170.000 cho hình này. Không hề có gãy dập và những cây bản lá ngắn đã xếp rất là xinh luôn như thế này, 170.000. Hình số 2, hình số 2 này có cũng có 13 cây ạ. 13 cây em bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhá. 170.000 toàn là những cây lá ngắn là xếp đẹp như thế này. Đó. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này em có 15 cây tất cả. 15 cây tất cả. Và những cây này cô chú anh chị có thể nhìn thấy cuống hoa cũ của nó này. Đấy, 15 cây to nhỏ cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 160.000 là hình số 3. Hình số 4 này. Hình số 4 đây em có tất cả là 11 cây, 11 ngọn dáng hương đuôi cáo. Không có gãy dập gì cô chú anh chị nhá. Trưởng thành cho hoa hết. Em bán với giá là 160.000. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 này có tất cả là 12 cây, 12 cây dáng hương đuôi cáo, em bán với giá là 160.000. Hình tiếp theo là hình số 6, một cái rễ dáng hương đuôi cáo lá xếp đẹp, xếp về đẹp như thế này. Em bán với giá 180.000 ạ. Rất là nhiều ngọn luôn, vừa rồi cho hoa đây ạ. Đấy, xanh mướt đẹp như thế này. Rồi hình tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 đây em có một phần dáng hương đuôi cáo này, lá xếp đẹp như thế này. Lá mướt mát như này, em bán 170.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 8. Hình số 8 em có hai dề, đây là dề số 1 này. Dề dáng hương đuôi cáo số 1 này. Dề số 2 đây ạ. Đấy, rất là xinh luôn. Hai dề dáng hương đuôi cáo xinh này, em bán với giá 160.000 nhá. Hai dề ạ. Tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 là một dề duy nhất, một dề dáng hương đuôi cáo duy nhất. Vòi hoa năm ngoái có những cây cho vòi hoa rất là dài. Bỏ đi. Hình này có tất cả là 4 đầu ngọn cô chú anh chị ạ, 4 đầu ngọn bản lá to nhá, đẹp nhá, vòi hoa năm ngoái dài miên man luôn như thế này. Em bán với giá 240.000. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 cũng là một cái dề tròn xoe luôn, dề dáng hương đuôi cáo tròn xoe bằng nguyên bản luôn cô chú anh chị nhá, mười mấy ngọn luôn đấy ạ. Đó, cái dề này em bán với giá 180.000. 180.000 cho cái giò này quá là đẹp luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Nhiều ngọn cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì nó cũng có một số ngọn là đây, ngọn này là trước đây một số ngọn là bị gãy nhá. Nhưng mà bên dưới này thì những ngọn bên dưới này còn đều còn rất là đẹp. 180.000 cho dề này. Bằng nguyên bản luôn, nặng trịch luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 11 này, một cái dề dáng hương đuôi cáo lá xếp rất là xinh luôn. 4 ngọn. 4 ngọn lớn và một ngọn con. Đó, hình này em bán 180.000. Tiếp theo là một cái hình số 12. Hình này hôm qua em bán rồi mà có rất là nhiều khách chốt. Tuy nhiên thì em lại chốt cho một khách mà người ta lại có việc bận không nhận được hàng. Hình 12 em bán với giá 220.000 nhá. Một ngọn xếp V. Rất đẹp và thêm một ngọn con cực xinh này. Những ngọn như thế này không có nhiều hàng đâu ạ. Tiếp theo hình số 13. 180.000 cho hình này. Đó, 3 ngọn cáo nhá. Hình tiếp theo hình 14 cũng là một dề rất là nhiều cây sum xuê như thế này. Với giá 180.000. 180.000 cho hình số 14. Một dề sum xuê luôn. Hình tiếp theo hình 15. Đây hình 15 đây. Hình 15 này cũng là một cái dề có tất cả là 3 ngọn, 4 ngọn như thế này. Đấy, 4 ngọn như thế này và hàng riêng hàng này nó bằng nguyên bản luôn cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 160.000 này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên em có ạ. Và riêng dòng dáng hương đuôi cáo thì cô chú anh chị không lấy hình thì lấy kg, nó cũng đều rất là đẹp luôn cô chú anh chị.